Chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe XDS RF500 được trang bị bộ chuyển động Tiagra vành vành nhôm cao bản. Mẫu sơn này rất là đẹp, xanh ghi. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung là nhôm, nhôm thiết kế theo dạng carbon. Thiết kế khung dẹp khí động học. Nước sơn nguyên bản xe còn rất là mới nhé các bác. Chỉ có một vài vết sức nhỏ trong quá trình sử dụng, cộng với cả xe bãi không thể tránh khỏi. Còn tổng thể của chiếc xe thì rất là mới đẹp, xe đồ đạc nguyên bản chính hãng. Tay lắc Tiagra, phanh ba mảnh Techo, vành nhôm cao bản. Phun bộ chuyển động Tiagra rất là cao cấp. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1m5556 à 6566 đến 80 thì phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chuyển động lên xuống của chiếc xe rất là mượt mà, êm ái. Chiếc xe này đang có giá bán rất tốt bên em là 11,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.